Hôm nay là ngày 6 tây tháng 10 2021. Phương Linh Mỹ Tho cùng với thầy Bảo Hòa, em Thái, em Ngân lớn, Ngân nhỏ và em Hà Thị Dung đến cái phường 6 ở hẻm Lê Lâm để đại diện quý nhà hảo tâm trao yêu thương, và đây là quà chúc mừng 46F0 sứ chuyện về. Bên cảm nhận công đức quý vị rất là nhiều, hy vọng là sẽ có nhiều F nữa sứ chuyện về để bà con mình trở lại cái cuộc sống bình thường. Cầu nguyện cho tất cả được bình an vượt qua cái đại dịch này, tất cả chúng ta đồng cầu nguyện cho bà cha bà tánh được bình an. Nam mô Phật. Xuống hết luôn cưng. Đây thầy Bảo Hòa. Thầy Bảo Hòa trợ duyên 46 phần gạo nha quý vị. Cảm niệm công đức của thầy rất là nhiều. Cũng cảm ơn thầy đã rất là nhiều năm. Để đi vô trỏng cưng. Hỏi mấy chị đó phải đeo trỏng không? Nè mình để đây trước đi rồi xong mình giờ vô hả? Thầy đã Phương Linh Mỹ Tho cũng đủ duyên đồng hành cùng với thầy cũng rất là nhiều năm rồi. Thầy rất là có cái tình thương bao la với bà con mình, nhất là những nơi nào mà nghèo khổ quá. Bà thầy cái thanh long của bên kia cưng. Qua đi gì? Dạ, gì qua cái gì? Cái này tụi con có cái phần cho ép xuất diện về rồi. Cái thanh long này hồi đưa cho cái gì ở trên chỗ nhà lộ nhà thờ á. Lỏng không? Không, cái này nó không có lỏng, nó đủ. Hồi sáng này đi quên làm mà. Ngân, chết khách thấp xuống đừng hồi mình thấy nước mắm thì mình giật luôn. Bữa nay là bà con về hết luôn hả Khoa? Dạ về rồi. Mừng ha. Đỡ cái là mình ăn cũng tiêm được một mũi. Cho nên triệu chứng nhẹ.
thời gian cách ly nhanh hơn những người F1. Cái gì bể hết bệnh hả? Thì bỏ ra hai rồi nó nghe chết cho chết cái này lên vô chết chết cái này lên bỏ bỏ lên trên chị à, Phương Linh Mỹ Tho xin cảm niệm công đức ở đây là 46 phần gạo của thầy Bảo Hòa và 46 chai nước tương thầy Bảo Hòa luôn, còn chanh thì bên quý nhà hảo tâm thông qua em ba Phò Toàn Phúc Điền, 4 chai nước mắm là của em Bội Lavender, em Toàn Phúc Điền thì tặng chanh với lại cái đó là bạc hà hả môn đó Linh cũng không biết nữa. Rồi Linh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là quà chúc mừng cho 46 hộ ép xuất viện về, Linh cảm ơn rất là nhiều. Nhiều trời cưng về nhận luôn ha. Trời trời vậy giờ kêu người ta phát luôn chị. À. Bây giờ mình không phải bây giờ mình chất sẵn luôn rồi tự người ta gom đi. Mình chất sẵn ra ngoài luôn rồi tự người ta gom đi á cưng. Bỏ khoai bỏ đại dưới đất cho khoai chứ sao đủ à. Rồi cái này nè người ta muốn sao? Cái đó không ngồi nha. Mình nhắm đi ha. Ừ. Nhắm đi một phần vậy. Chị nghĩ cho phải để dưới đất quá. Để đất chứ để trên đâu đủ hết chỗ. Cái nào để trên được để chị để thôi, ta nói mình không có gì đâu. Dạ, đúng rồi, không phải tí anh nói là cái nào để trên được thì cứ để. Cái nào rồi cũng phải để dưới đất rồi chứ để trên nó nổi. Mỗi như mấy con kẹo để cho. Ê vậy mình để một tụm vậy nè cho người ta vô người ta lấy người ta đi ra hả? Cái này để vô đây luôn nè. Chị cái nào vô từng người chị kêu từng người chị cho lấy đủ hết đó. Chị đứng đây cho ta về cái vô thằng phải cứ đi ra luôn khỏi có công đi ra luôn vô. À, vậy cho Vinh hết nước mắm đổ ngoài đi. Khỏi tự ta vô lấy nước chai chai gì đó. Nó chồm vô hả? Để nó chồm vô nước mắm vô người ta. Rồi, cô ba lấy gì con nữa cô ba. Thì con chủ quẹ á, cô anh tin đang ký tên thầy chủ với anh thầy đứng đeo đây cưng quay chụp cái đình chị với thầy cái áo mỹ tho chiều nay thầy chuyện điện thoại dừng á chúng tôi rồi cho nó chụp cái áo cưa chạy. Được rồi, về đi con. Dạ, giữ gìn sức khỏe con. Có ép về á cưng, ép về phát. Dạ. Cái này có tên cũng có mà.
tên hả? Không có tên mẹ con. Chị mừng em nha. Em lấy chị 1 con. Như là giờ cưng còn giữ là 10 phần rồi, dạ. cưng phát sao rồi cưng cho chị cái hình ra. Rồi chị cũng cảm ơn ở đây rất là nhiều ha. Cảm ơn em công an dễ thương. Cưng tên gì? Em tên Vân. À rồi chị cảm ơn nha, cảm ơn Kha nha. Rồi giờ chị về nhiều. Rồi bé ra em. Mọi người nha. Rồi đây thầy đây. Rồi hôm nay mình bắt đầu thầy di hành cùng với mình ở đây. Rồi bye bye. Rồi về nha cưng, bye bye. Cưng nhà gần đây luôn hả? Dạ. Thôi đường hẻm đây lắm. Bây giờ mọi người đi về. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.